Mình đang làm động tác hành lễ tại khu vực Tùng Tán Lâm Tự thuộc cao nguyên Shangri-La. Đây là một ngọn núi tuyết vĩnh cửu có tên gọi là núi tuyết Ngọc Long. Ngọn núi này có độ cao lên đến 5.596m. Điều đặc biệt là quanh năm ở đây đều có tuyết. Ta shi khở lơ. Ta shi khở lơ là lời chào trong ngôn ngữ của người dân tộc Tạng. Và đây là hành trình khám phá Lệ Giang Shangri-La 6 ngày 5 đêm của mình. Một hành trình trải nghiệm gần như là đi qua những điểm cảnh nổi tiếng với những vẻ đẹp hùng vĩ của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành với mình. Bây giờ thì cùng mình khám phá địa điểm này nha. Tụi mình đang đi ăn tối á mọi người ơi. Vừa đáp máy bay xuống luôn. Đây là thành phố Côn Minh đúng không? Đúng rồi. Thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam. Vân Nam. Bây giờ là đang đi bộ một cái con đường rất là nhiều đồ ăn ở gần khách sạn. Ở đây nếu như mà muốn đăng ký phòng á mọi người thì phải lấy hộ chiếu đặt trước ngực, xong rồi chụp ảnh để cho người ta làm đăng ký giống như bên Việt Nam mình đăng ký tạm trú. Đó là như vậy đó. Khách sạn rất là đẹp luôn á mọi người, nhìn giống như là hoàng cung vậy đó. Có một điều là những khách sạn ở bên Trung Quốc xây rất là to, rất là lộng lẫy. Xin cho phép hỏi là chị trong đoàn mình cảm thấy như thế nào khi mà vừa đặt chân đến Trung Quốc ạ? Thời tiết rất là mát mẻ, hơi lạnh một xíu. Đặc biệt là khách sạn rất là đẹp nha mọi người. 10 điểm, rất dịu. Rất dịu. Đây là tỉnh Vân Nam và mình đang ở thành phố Côn Minh đó mọi người. Mọi người thấy đây chỉ là một cái giống như là một cái xã, cái huyện nhỏ thôi. Cho nên nó hơi bị vắng người, khác với những thành phố lớn của Trung Quốc. Với những cái hành trình đi Trung Quốc á mọi người thì sẽ ở rất là nhiều khách sạn. Và đây là khách sạn đầu tiên của mình nè mọi người ơi. Mình thấy cũng khá là tươm tất, nhìn đẹp. Và cái cách đi coi khách sạn này nó cũng rất là gì và này nọ. Đó, cơ bản như vậy thôi. The next morning. Lạnh không? Lạnh. Thở ra khói luôn. Sáng ngày hôm nay thì trong lịch trình của mình có tham quan một địa điểm phải nói là cực kỳ đẹp. Như mình đã chia sẻ ở đầu video thì đây là núi tuyết Ngọc Long. Sở dĩ mà người ta gọi nó là núi tuyết vĩnh cửu bởi vì ở đây quanh năm đều có tuyết và nhiệt độ hiện tại rơi vào tầm khoảng âm 2 độ C, cực kỳ lạnh luôn mọi người ơi. Ở phía sau mình đó mọi người là núi tuyết Ngọc Long. Trời, đẹp quá. Một cái áo phao như thế này thì sẽ thuê với giá là 50 tệ nha mọi người. Người ta sẽ cho mình thuê nếu như mà mình cảm giác mình đem đồ theo không đủ ấm á. Bây giờ bắt đầu trời nắng lên rồi nè. Trời ơi đẹp quá. Hôm nay trời nắng đẹp, đem cuộc tình ra phơi. Ủa? Gì vậy? Độ cao mình cấp cho mình lên trên là 4.506. Là nghĩa là nó có ba cái mốc, là mốc là 3.200 và cái mốc là 4.506 và cái đỉnh cao nữa là hơn 5.000 mét. Dạ. Okay. Và mình hôm nay là mình sẽ lên cái mốc là 4.506. Ok. Rồi đây đây, heo cười. Đó là tiếng thúc giục của hướng dẫn viên khi mà mình đi với tour. Và từ đoạn này thì mình sẽ di chuyển đến khu vực cáp treo để xếp hàng lên trên núi. Bây giờ thì mình sẽ đi cáp treo lên trên khu vực núi Ngọc Long. Mặc dù là ở trong nhà ga này nó ấm hơn nhưng mà cảm giác vẫn còn lạnh đó mọi người ơi. Để mà nói về thời điểm tham quan đẹp nhất của khu vực núi tuyết này á mọi người, là bắt đầu từ khoảng tháng 11, tháng 12 cho đến tầm khoảng tháng 1, tháng 2 năm sau là đẹp nhất.
Mặc dù là ngọn núi này được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới, tuy nhiên hàng tháng ban quản lý ở đây họ giới hạn khách tham quan tối đa là chỉ có 8.000 người thôi. Và lý do để giải thích cho điều này là địa hình ở đây hiểm trở, để đảm bảo an toàn cho tất cả các du khách thì họ sẽ giới hạn số lượng. Và mình nhận thấy cách làm du lịch này rất hay, đề cao tính an toàn là trên hết. Bây giờ là mình đi lên trên độ cao 4.506. Đúng rồi. Nó có đây có 3 độ cao đúng không? 3 mức độ cao. Vâng. 3.356, 4.506, 4.680 và 5.596. Ồ. Tất cả là có 90 ngọn núi tổ thành. Có 13 ngọn núi cao nhất như kiểu dáng quạt nên người ta cũng gọi là núi quạt. Cái này không hay luôn á. Đoạn này như các bạn đang thấy là mình đang di chuyển ở trong cáp treo lên trên khu vực trên núi. Từ ở bên trong này nhìn ra thì phải công nhận là khung cảnh cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Tuy nhiên có một vấn đề, đó chính là cáp treo ở đây rất là dốc. Mặc dù mình không phải là một người sợ độ cao nhưng mà cũng phải thoát tim mấy lần á. Đầu tiên ở đây có 365 chủng loại bạc nhạc trên rừng núi ngay. Ở đây là mình bình tĩnh đừng có sợ gì trời, em lo cho. Thôi cáp treo này đi sợ nha. Mấy cáp treo kia không sao mà cáp treo này đi sợ. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Rất là sợ. Ta-da. Wow, sau một khoảng thời gian hơn 10 phút ngồi trên cáp treo nơm nớp lo sợ thì cuối cùng ngay lúc này mình cũng đã đến nơi rồi nè mọi người ơi. Nhưng mình đã kiểm tra thì thời tiết hiện tại rơi vào tầm khoảng âm 10 độ, cộng thêm gió thổi rất mạnh nữa cho nên là cảm giác rất là lạnh. Tuy nhiên trước khung cảnh hùng vĩ này tất cả mọi người đều xuýt sao, thậm chí quên luôn cái lạnh để tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này. Và như các bạn đang thấy ở trong video thì mình đang ở độ cao là 4.506m. Phải nói là trước khung cảnh này cực kỳ chill luôn nè mọi người ơi, đẹp lắm á mọi người. Và mặc dù khung cảnh ở đây rất đẹp nhưng mà để chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn thì có hai thứ các bạn cần phải lưu ý. Đầu tiên trước khi lên trên núi thì chúng ta phải tìm kiếm một cái loại thức uống có tên gọi là năng lượng cao nguyên. Đây cái chai của nó giống như vậy nè, mình để trên màn hình để các bạn dễ tham khảo. Và cái vật dụng thứ hai đó chính là bình oxy, phải luôn luôn mang theo bên người. Khi mà chúng ta du lịch đến những cái nơi mà có độ cao cao như thế này thì cơ thể của chúng ta rất là dễ phản ứng với lại độ cao này. Khi mà cơ thể của mình đã bị phản ứng cao nguyên rồi thì rất là mệt mỏi, không còn năng lượng đi chơi nữa. Như các bạn thấy trong chuyến đi này mình đã không có chuẩn bị kỹ, thế là mình bị phản ứng cao nguyên và cơ thể của mình nó luôn luôn trong cái tình trạng mệt mỏi. Ok, trở lại với chuyến đi ngày hôm nay thì như trên màn hình các bạn đang thấy thì đây là giống bò giác, một giống bò rất là nổi tiếng của người dân tộc Tạng. Do là phải sống ở trong cái môi trường có điều kiện rất là khắc nghiệt cho nên cơ thể của những chú bò giác này rất là to với bộ lông rất là dài. Và do là chỉ sống trên cao nguyên thôi cho nên là những chú bò này chỉ ăn cỏ. Và các bạn biết không, đôi khi lẫn ở trong cỏ trên cao nguyên Tây Tạng thì có những cái đông trùng hạ thảo, thành ra thịt bò giác trở nên có giá trị hơn rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn có dịp đi ngang một cái ngôi làng của người dân tộc Tạng sinh sống, nếu muốn biết một cái gia đình nào đó có giàu có hay không thì hãy xem cái đống phân bò ở phía trước cửa nhà họ. Những cái nhà nào mà có chất đống phân cao to chứng tỏ là gia đình đó rất là giàu. À, trong cái môi trường khó khăn ở trên cao nguyên thì phân bò giác được phơi khô để làm chất đốt các bạn ha. Bây giờ thì chúng ta tạm chia tay những chú bò giác này để qua một cái khu vực mới thưởng thức một cái show diễn cực kỳ hoành tráng. Và đây cuối cùng thì mình cũng đã chiêm ngưỡng được show diễn ấn tượng Lệ Giang rồi. Đây là show diễn được dàn dựng bởi đạo diễn Trương Ngày Mưu. Để biên đạo ra cái show diễn hành tráng này thì ông đã mất tổng cộng là 2 năm, hơn 500 diễn viên diễn ở trên độ cao hơn 3.000m. Và đây là sân khấu thực tế cảnh ở ngoài trời với phông nền ở phía sau là núi tuyết Ngọc Long cực kỳ hùng vĩ. 500 diễn viên này được lựa chọn từ 10 dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 16 trấn làng mạc của vùng Lệ Giang. Như các bạn thấy, tất cả những cái trang phục biểu diễn đều là trang phục truyền thống của họ. Hành động nguy hiểm em ơi. Đúng là dính là ngựa luôn kìa. Phải
我们是子子孙孙繁衍不足生生不息的难题。 2 hours later. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với tập vlog của mình. Thì đây là khoảng thời gian mà mình cũng rất là mong chờ trong chuyến đi. Trong cái thời tiết lạnh ở ngoài trời, mình ngồi ở trong này để thưởng thức một cái phần lẩu thịt bò dắt thì còn gì bằng, đúng không? Nhưng mà không nha, mọi chuyện đều bắt đầu từ đây. Mình chính thức hiểu cái cảm giác bị sốc độ cao hay là phản ứng cao nguyên là như thế nào. Cái cảm giác lúc này phải nói là cực kỳ kinh khủng luôn. Mình có cảm giác cứ bị buồn nôn nè, chóng mặt rồi nhức đầu, rất rất khó chịu, chỉ muốn về phòng nằm nghỉ ngay và luôn thôi. Đây là lần đầu tiên mà mình biết thế nào được gọi là phản ứng cao nguyên. Nó hơi mệt. Chứ hôm trước đi thì sao? Hôm trước đi khỏe lắm. Không, tại cơ bản anh đã bệnh luôn. Em sợ nghe, tại có tới em mà. Thôi đừng nói, đừng nói. Đừng nói đi, em chậm với sức khỏe của em đi. Cái này giống kẻ thấp để đi. Kẻ thấp. Cho em cái coca đi em sao? Nga nó quay 3 vòng. Dạ có. Quay 3 vòng như vậy thì nó sẽ không có lên ga. Má bị nó lên thì quê lắm má. Nó lên như vậy. Bây giờ thách thức nhỏ nó bị xì. Mời mọi người. The next morning. Hello, xin chào mọi người, xin chào. Một ngày mới, một hành trình mới lại bắt đầu. Tối ngày hôm qua là một đêm khá là kinh khủng với mình. Mình đã bị sốt cao và nôn hết tất cả những gì ở trong bụng. Và sáng ngày hôm nay cứ tưởng chừng là không thể tiếp tục hành trình. Nhưng không, từ ở cái điểm này là sức khỏe của mình hoàn toàn hồi phục. Đặt chân đến đây, mình cảm nhận được một cái năng lượng cực kỳ mạnh. Và đây là Tùng Tán Lâm Tự, các bạn cùng mình tham quan ở đây nha. Từ ở phía cổng, sau khi mà mua vé xong rồi thì chúng ta phải di chuyển bằng xe buýt một đoạn tầm khoảng 10 đến 15 phút. Và ở trên chuyến xe buýt này thì có những cái cô nàng đã make up làm tóc rất là chỉnh chu nè. Và đây là kiểu trang phục truyền thống của người dân tộc Tạng các bạn ha. Mình cũng đang rất là hào hứng để có thể thử được những cái bộ trang phục truyền thống này. Nếu như mà các bạn cũng muốn thử thì ở phía trước cổng chính điện có chỗ cho thuê nha. Thuê một bộ trang phục như vậy bao gồm luôn cả make up thì nó rơi vào tầm khoảng 100 tệ, tương đương với tầm khoảng 350.000 tiền Việt mình. Lúc này là trời cực kỳ lạnh luôn, hai cái tay của mình là cứng hết, thay đồ, make up và làm tóc luôn chưa đầy 5 phút nha mọi người. Đương nhiên là cái việc cho thuê đồ ở đây là mấy chị đã quá quen rồi. Hiện tại đang là âm 7 độ mọi người, trời lạnh, lạnh cống luôn á. Nhìn em giống cô gái Tây Tạng chưa anh? Giống luôn. Không, cô gái Tây Tạng mập lắm. À vậy á? Có bướm bướm rồi. Mày tưởng lâu lâu vẫn mới cướp lâu ở quẹt. Nói chung á là 100 tệ mà có đồ xong rồi make up như vậy luôn, nhìn rất là ok đúng không? Nè bướm lên nè. Có thêm con luôn không? Thôi đừng. Đơn giản là đẹp nhất. Lên bảng. Lên bảng đi. Lên thành đó. Đó rồi đi nha. Cái mặt trăm nhỏ là cái đó được em mà đeo đeo cái thứ em thích quá. Quá đẹp. Ủa, rồi nhanh quá ha. Nị khỉ gọi này trước đi để tôi đi chụp bà. Bây giờ thì chị ta sẽ make up cho mình cho giống một chàng trai Tây Tạng nha mọi người. Em make up cho chú y tiện hay gì? Y tiện, y tiện tiện. Chua chung chung của quận, chung chung quận y tiện. Chung quận y tiện đi. Chị lấy
bữa xưa ngon nè, ok nè. Ok. Chăm xong rồi hả? Ừ, rất rộng nha anh. Anh quay qua nha. Ok. Chào Trọng, hello. Xin chào các bạn, mình là Lê Vara. Chào mừng các bạn đến với kênh Lê Vara. Tashikala là chào bằng tiếng Tạng á mọi người. Thì đây là trang phục truyền thống của một người dân tộc Tạng mọi người ha. Lạnh quá. Bây giờ là âm 7 độ mọi người, lạnh lắm luôn. Chia sẻ thêm một vài thông tin thì tu viện Tùng Tán Lâm Tự này là nơi thờ tự Phật giáo theo dòng Mật Tông Tây Tạng. Nếu như các bạn có dịp đến Tây Tạng và ghé thăm cung điện Potala thì có thể cảm nhận được đây là một cái hình mẫu thu nhỏ của cung điện. Ở trên cao nguyên Shangri-La này thì tu viện Tùng Tán Lâm Tự nằm ở độ cao 3.200m. Màu chủ đạo của tu viện là màu sơn đỏ và màu sơn vàng. Đây là màu sắc đặc trưng trong lối kiến trúc chùa chiền của người Tây Tạng xưa. Two hours later. Nói về Lệ Giang cổ trấn thì mình cảm nhận là nó cũng khá là giống với là những cổ trấn khác ở Trung Quốc. Và khi mà đi du lịch đến Trung Quốc thì mình rất là thích đi những cái cổ trấn như thế này. Kiến trúc cổ kính, vệ sinh thì sạch sẽ, các sản phẩm buôn bán thì rất là đa dạng. Từ đồ lưu niệm cho đến đồ ăn, thức uống, tất cả đều có đủ. Và giá cả ở đây cũng rất là hợp lý, không hề bị chặt chém. Trời ơi, đây là những cái mà ở Trung Quốc có mà những cái nước khác, những cái vùng khác không thể nào có được mọi người. Những cái cổ trấn. The next morning. Hello, xin chào mọi người, là một bữa sáng nữa được gặp mọi người rồi đây. Sáng hôm nay trong lịch trình của mình thì tham quan Quan Âm Cát. Đây là một trong những ngôi chùa có kiến trúc rất độc đáo tại khu vực Vân Nam Trung Quốc. Người ta tả về tại sao cái ngọc ngà của tức là nam đeo Quan Âm, nữ đeo bộ cái gì ạ? Di Lặc, biết không ạ? Vì nam giới là mà đi ra ngoài buôn bán hay là đi làm công việc tính tình hay bạo ấy, không chế được, nên là đeo mặt Quan Âm, đeo tượng mặt Quan Âm ấy hiền lành ấy mà cứu khổ cứu nạn, cả đi ra ngoài kiếm tiền về cho nhà, nên là nam phải đeo Phật bảo Quan Âm, nữ là mà đeo Phật Di Lặc, thì vừa cái là anh thể hiện ra là bụng to, là mà bụng to được việc thiên hạ rất là khó được, mở mồm hay cười với các người thế gian. Đây là hoa sơn trà, một cái loài hoa được gọi là biểu tượng của cái vùng đất này luôn á mọi người. Đây là Thái Hòa Cung, hay còn gọi là chùa Đồng Kim Điện. Ôi, bạc đẹp quá vậy. Hoa trà hay hoa trà hả? Hoa trà. Cái này là hoa trà nè, còn này là giống hoa đỗ quyên nè. Không thì cái cây của nó nè, nó nở nè, trời ơi, nó xương quá hả? Đẹp quá à. Chữ gì vậy chị? Trên là chữ Phúc. Ở giữa cái bảng đỏ ấy là chữ Phúc. Bên cạnh ấy là Động Thiên Phúc Địa. Động Thiên Phúc Địa là phong thủy bảo đất trong đạo giáo mới sử dụng ấy. Trên này là cái tường này là theo Tử Cấm Thành. Mô phỏng Tử Cấm Thành làm ra cái tường này. Mà cái tường này cũng là kiến lập từ năm 1602. Sau ở trong với là của ông Ngô La Thanh làm ra cái chùa đồng này. Còn là cái cây cao không có lá, đây là cây Ngân Hạnh. Bây giờ thì mình sẽ đi xem cây bảo rau của ông Ngô Tam Quế. Bảo rau của Ngô Tam Quế 12 kg, nặng 12 kg.
pha hoàn gỗ. Và đây là cái kiếm của thần. Và còn kiếm bên kia, kiếm của đằng sau. Đây cái phần đầu kiếm là phần đầu rồng. Đây là cửa đồng kiếm Việt ở ngoài. Ôi ơi, đẹp chưa? Người Giang Nam là bà, người ta là cái gì ạ? Xương nhỏ, người nhỏ. Mình hạt xương mai. Đó. À, đó là bà đấy hả? À, bán bá. Trần Viên Viên đó mọi người. Trần Viên Viên, Tam Quế. Alo alo, video của mình đến đây cũng khá là dài và lịch trình của mình cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xuyên suốt theo dõi tập vlog này. Hy vọng rằng mình đã để lại những giây phút thoải mái cho các bạn khi mà xem video. Nếu như trong video lần này có thông tin gì sơ sót, các bạn để lại bình luận và góp ý giúp mình nha. Đừng quên nhấn yêu thích, chia sẻ và subscribe kênh mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình khác nhé. Xin chào.